cách vui nhộn hoạt bát của anh thì anh sẽ thích mọi người như thế nào? Miu Lê. Bài đó là Miu hát trai. Rõ ràng tại vì hồi nãy chị thấy là cái ánh mắt em lướt qua bên kia mà nhìn nó cũng loạn ơi, choạng lắm. Em bị lé, em hơi lé. Nói gì? Anh Thành ơi. Dạ. Anh lộn, anh La Thành. Mình anh La Thành. Anh nghe nè. Anh ok em đúng không? Tí ví dụ mà em có chọn sai anh đóng giùm em 2 triệu nha. Chết mày chưa? Có nhiều đâu Thành ơi. Thành ơi, yêu là một quán Thành ơi. Miu Lê. Em muốn hát với anh em vậy? Ừ. Gu anh chạy của anh. Gu anh chạy em không biết nói gì sao. Hôm nay mình có chiến thuật. Mình ngồi chung đội với Miu Lê. Em đi xin. Xin năn nỉ. Được đúng được thôi. Chứ đâu. Thật sự thì hôm nay khi mà em nhận lời tham gia chương trình này á, là tại vì trong cái số này có một người em rất là mến mộ nữa. À, ai vậy? Nói luôn từ từ mọi người sẽ biết. À, tức là những con trong... người đang đứng đây là không phải là người em mến mộ phải không? Thì ở trong số này có một người em mến mộ lắm nên em muốn gặp người đó. Cái mặt kìa. Cái mặt người ta kìa. Em nghĩ đó là em hả Sam? Anh sao vậy anh? Anh đừng làm em hụt thôi. Tại vì đây nè, giờ có mình em là con gái à anh? Giờ mến mộ ai giờ? Rồi bây giờ hai bạn muốn chọn về đội của ai? Thành hay Giang? À... em nói nghe, ưu tiên gái nhường gái trước. À, dạ dạ dạ, sao tổ chức đi. Ủa gì kỳ vậy, ta chưa kịp nó. Xin cho tôi mượn cái chỗ đó cái được. Trời đừng nói anh hôn tay em là tỏ tình nha. Ủa, sao vậy? Em không ok đâu. Tại đó. Tại vì từ đầu chương trình đó em có nói là em tới đây vì một người em mến mộ. À, đúng rồi, đúng rồi. À, Thành ơi Thành, em có cần anh tặng anh đưa cho em một cái bó hoa này kia không? Thôi em tới dạ, rồi hả? Dạ không, anh. Hoa nó nhìn nó mỏng manh lắm. Để em xin lại. Cái gì vậy? Quá mỏng hả? Có gai. Gai. Hồng nào mỏng có gai. Anh còn có gai, đừng nói chi hồng. Anh là gai, gai còn... Anh là... Tôi nghĩ anh nói là hồng nào có gai. Anh nghĩ còn gai là anh nghĩ gai còn sống. Để em xin hả? Ờ, xin. Hả? Cái trong âm nhạc mình á là có 7 nút nhạc đúng không? Đúng rồi. Là 5 nút nhạc mới là ngũ cung. Đồ re mi fa sol. Đồ re mi fa sol la si. Nhưng mà em đó giờ em đọc 10 nút nhạc không? Đồ re mi fa sol la si mi miu lê. Thích em là từ hát thò luôn tới diễn xuất luôn. Anh thấy giá trị của em chưa anh Giang? Để giờ đâu có nói gì đâu. Miu Lê, em phải tập trung với cái người vừa mới tra em cành không? À dạ. Không quan trọng, nó không quan tâm luôn anh ơi. Không quan tâm luôn hả? À, anh ơi, anh tặng ba hoa, nói em ba hoa hả anh? Anh nghĩa đưa chứ mà anh tặng một bông thôi. Tặng một bông thôi nè, Sam cầm. Trời, chương trình hỗ trợ nhạc luôn kìa, nhạc luôn kìa anh ơi. Trời, tự nhiên hôm nay em tới đây em hạnh phúc quá. Nó còn nói xong câu chuyện rồi bây giờ nhạc mới tới. Hay, phòng máy xuất sắc, vỗ tay. Có không xong rồi. La Thành, em đã thể hiện được tình cảm đó dành cho người mến mộ rồi đúng không? Dạ. À, mời em về chỗ. Anh, ông cái. Đây nè. Mở nhạc. Mở nhạc. Đứng lại, bình tĩnh lại anh. Bộ vụ gì? Ủa sao cứ mỗi lần tôi kêu nó mở là nó tắt, mà kêu nó tắt là nó mở vậy ta? 2, 3, music. Sau những lời chia sẻ của mình dành cho người khác, với cách đối xử của người ấy, cành hoa này như một mối tình câm, một mối tình chết. À, tôi nói câu thôi. Có thể là Miu Lê rất hâm mộ Trấn Thành, nhưng mà tôi đã là mối tình tài ba rồi. No. Ủa lộn. No. Không sai được thừa. No. No. Anh La Thành cảm ơn anh nha. À, anh chia sẻ thiệt á. Cảm động thiệt, không cảm động thiệt. Ok. Em hay giỡn giỡn thôi. Anh em mình không, chứ mấy cái này trân trọng. Cái gì hôn mấy bà? Anh không là cái trân trọng á. Thành
không trân trọng quá anh. Này nói thiệt, rớt nước mắt. Trước khi mà em xấu em mập á, không ai thèm đói hoài với em luôn á. Không em ơi, lúc thì... em mập em cũng đẹp Miu ơi, em đừng có mặc cảm tự tin như em, vậy. Em mặc cảm lắm. Cái sau này cái tự nhiên em đỏ đỏ em ngon ngon lên xíu á. Ngon ngon. Dạ biết ngon luôn hả? Ghê nha. Nếu nha anh, nếu mà so cho ẩm thực á thì em đánh giá em ngang với một đĩa sườn bì la chả. Sườn bì la ốp la đó em. Sườn bì la chả đó. Sườn bì chả la đó anh. Sườn bì chả la, la chả. Đó thì đội cái rế trên đầu, thân thiện môi trường. Không hay. Công việc bạn ấy là số 2, số 2 anh. Anh ba số 3 rồi bây giờ anh cầm buồn số 2 hay là Thành? Thành anh bây giờ là em vẫn còn bị trong cái tâm tự án cho nó bình tĩnh lại. Chị cái số bị sao? Không biết nói gì luôn. Xúc lê vẫn còn đúng không? Còn anh, có còn. Cho là em chậm hơn người ta tới mấy nhịp lần đó. Anh không, Nghĩa em, ơi em anh... phải cảm nhận anh. Ừ. Tại vì có cái clip mà cột nước mắm thôi mà không biết cách nào để biết hát hay hay không hay. Tại vì mấy nhà khoa học cũng đâu chứng minh được là cột nước mắm là hát hay đâu. Em cứ suy nghĩ nhưng mà trong chương trình em nghĩ là sắp đặt á, bởi vì là mắm cay là hát hay mà là... mắm cay là hát hay hay là quá Lưu Hoàng ơi. Ê, có nghệ là nghệ sĩ, mắm cay là hát, là hát hay. Lưu Hoàng là lưu mờ à, có không. Xin đừng bỏ em mà lại, xin đừng dập tắt đi nỗi nhớ theo em, theo em, theo em đến cuối cuộc đời. Yêu là chẳng lẽ điều gì, yêu là chẳng tiếc chi. Dù mai nếu sau cơn mưa kia em sẽ đơn đau thật nhiều, nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo, vì trái tim em không ai chẳng sẽ ngừng đợi. Càng làm vậy là Thành càng mê em hơn. Không, nhưng mà cái bài đó là Miu hát cho ai? Rõ ràng tại vì hồi nãy chị thấy là cái ánh mắt em lướt qua bên kia mà nhìn nó cũng loạn ơi, trạng. Em bị lé, em bị lé. Duyên ơi. Em có nuôi con bun Pháp á, mà hồi mới về nó lé sơ sơ anh. Mà cái tay em nuôi là ai là lé hay sao á? Trời, bây giờ con mắt nó lé ngược ra ngoài đây nè anh. Em sợ. Trời, nó lé mà hai con kéo ra đây nè. Đó là mình nuôi thôi hay là mình ngồi kế bên? Không, anh Thành chuẩn lắm, cái gì cũng chuẩn hết á, ngay ngắn đàng hoàng. Ngay ngắn là cái gì? Anh nói mà tôi cũng dám sống luôn. Tôi dám kiểu mình sống sai gì là chết chứ đó. Anh, nãy giờ em quên anh cho em nói này nha. Nói gì? Anh Thành ơi. Dạ. Anh lộn, anh La Thành. Mình anh La Thành. Anh nghe nè. Anh ok em đúng không? Tí ví dụ mà em có chọn sai anh đóng giùm em 2 triệu nha. Chết rồi chưa? Thành ơi, yêu là mù quáng Thành ơi. Yêu là mù quáng Thành ơi. Rồi.